Phẩm thứ nhất. Tiếp theo, hiện phổ thân, thân hiện cùng khắp. Kinh: Đức Thế Tôn ngồi trên tòa sư tử, quang minh sắc tướng, oai đức uy nghi, tôn nghiêm bậc nhất hơn hết thảy, ví như núi Tô Di uy nga, đồ sộ hơn hết thảy hòn núi khác. Luận: Hỏi: Vì sao Phật lại dùng đến oai lực tối tôn như vậy? Đáp: Từ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, Phật đã có vô lượng công đức nên mới có được phước quả oai lực lớn như vậy. Hỏi: Nếu Phật có thần lực nguy nguy như vậy thì vì sao còn phải thọ chín tội báo là bị nữ Phạm Chí Tôn Đà phỉ báng, bị nữ Bà La Môn Chiên Già độn bụng du quan, bị Đề Bà Đạt Đa liện đá gây thương tích ở chân, bị mảnh gỗ đâm vào chân khiến gót chân bị đau nhức, bị vua Tỳ Lưu Ly xu quân sang thành Ca Tỳ La Vệ tàn sát rất nhiều người trong họ Thích làm Phật phải đau đầu, bị ăn lúa của ngựa, bị gió đông lạnh khiến phải đau lưng, phải chịu 6 năm khổ hạnh trong rừng, có lần đi khất thực chẳng được ai cúng dường, phải mang bát không trở về. Nếu nói Phật có thần lực oai đức nguy nguy thì vì sao còn phải thọ các tội báo như vậy? Đáp: Phật thị hiện sanh trong loài người, thọ thân người, có cha mẹ và thân thuộc, có đủ các tướng sanh già bệnh chết, rồi từ đó mới thị hiện xuất gia thành đạo để hóa độ chúng sanh. Vì làm người nên Phật cũng thị hiện có quả báo của loài người. Phật có hai thân là pháp tánh thân và sắc thân, do cha mẹ sanh. Pháp tánh thân có tướng hảo, có quang minh vô lượng, đoan chánh, thường thị hiện nơi nhiều thân khác nhau để làm phương tiện độ sanh. Pháp tánh thân mới có thể độ hết thảy chúng sanh trong khắp mười phương được. Nay Phật dùng sanh thân để thuyết pháp cho người nên thị hiện thọ các tội báo như vậy, lại vì thương xót chúng sanh ở đời này và ở những đời sau phước đức cạn mỏng, nên Phật phương tiện thị hiện thân người, thị hiện thọ các tội nhằm hộ niệm cho họ và độ họ thoát khỏi vậy. Ví như Phật muốn thị hiện vào thành Bà La Môn ức thực mà chẳng được cúng dường, đến nỗi phải cầm bình bát không để dạy cho các tỷ kheo rằng trong bất cứ mọi tình huống tỷ kheo phải luôn luôn giữ thân tâm an lạc, tinh tấn hành đạo. Trong kinh Di Ma Cật có ghi mẫu chuyện sau đây: Một hôm Phật bảo ngài A Nan rằng: Ta bị phong khí phải dùng sữa trâu, ngươi hãy mang bình bát của ta đi cất. Ngài A Nan mang bình bát vào thành Tỳ Xá Ly, tìm đến một vị cư sĩ. Ngài Di Ma Cật vừa trông thấy ngài A Nan liền hỏi: Đại đức đi đâu vậy? Ngài A Nan đáp: Phật thân có chút bệnh phải dùng đến sữa trâu. Ngài Di Ma Cật nói: Đại đức cho nên phỉ báng Như Lai, Đức Thế Tôn đã chẳng còn cấp pháp bất thiện, làm sao còn có bệnh nữa? Đại đức cho nên làm như vậy, khiến ngoại đạo nghe lời mà giấy tâm kinh khi Phật là tự mình có bệnh mà còn chẳng tự cứu được, như vậy làm sao có thể trị bệnh cho người khác? Ngài A Nan đáp: Chính tôi dâng lời Phật đi lấy sữa trâu. Ngài Di Ma Cật nói: Phật phương tiện bảo đại đức đi lấy sữa trâu về uống cho lành bệnh, nhằm dạy cho các tỷ kheo rằng trong đời vị lai khi có bệnh, các tỷ kheo nên đến nhà cư sĩ cầu thuốc men. Nếu người cư sĩ bảo có bệnh mà chẳng tự cứu chữa được, mong gì cứu chữa được người khác, thì các tỷ kheo sẽ nói là Phật còn có bệnh, huống nữa là hàng tỷ kheo chúng tôi. Hàng cư sĩ nghe vậy sẽ đem thuốc men cúng dường, khiến các tỷ kheo được an ổn. Rồi ngài nói với ngài A Nan rằng:
Đại đức hãy cầm bình bát đi cất sữa trong im lặng, đừng để cho hàng ngoại đạo hay biết. Đại đức nên biết rằng, vì phương tiện lợi ích cho chúng sanh mà Phật thị hiện có bệnh, chẳng phải Phật thật sự có bệnh vậy. Kinh: lúc bấy giờ Đức Thế Tôn thị hiện dùng thân thường khai hóa hết thảy chúng sanh. Các hàng trời người đều đem thiên hoa, thiên hương, thiên anh lạc cùng đủ thứ các loại hoa sen quý xanh, vàng, đỏ, trắng cúng dường Phật. Luận: hỏi, vì sao Phật lại dùng thân thường để khai hóa hết thảy chúng sanh? Đáp: như trước đây đã nói, do nhân duyên thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật mà Phật phóng quang minh, khiến chúng sanh trong khắp 3000 đại thiên thế giới đều có duyên lành thấy Phật. Nay chúng sanh đã khởi tính tâm thanh tịnh, hoan hỷ đến nghe Pháp, nên Phật dùng thân thường thuyết Pháp, mà chúng sanh ở xa gần khắp nơi vẫn nghe được, chẳng có gì ngăn ngại cả. Hỏi: trong các cõi trời có cõi trời Tịnh Cư Thiên, tên của cõi trời ấy mang ý nghĩa gì? Đáp: cảnh giới này do sự tu hành thanh tịnh, do đắc quả vị trong hai thừa thanh văn và duyên giác mà có được. Nơi đây thánh phàm đồng cư, và cũng là nơi hàng Bồ Tát Bát Địa vẫn thường trú. Hỏi: nếu là ly dục thì đồng đều với nhau cả, sao còn phân biệt có thượng, có trung, có hạ? Đáp: vì tu thiền định có 3 hạng, thượng, trung, hạ, nên sanh vào Tịnh Cư Thiên cũng có 3 hạng, đó là Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên, Biến Tịnh Thiên. Hỏi: vì sao trong 4 thiền thường chỉ đề cập đến sơ thiền và đệ tứ thiền, còn 2 thiền kia ít khi nói đến? Đáp: vì lúc ban đầu vào sơ thiền thì ly dục rất khó, sau cùng vào đệ tứ thiền được tánh di diệu cũng rất khó, chặng giữa dễ hơn nên ít được nói đến. Phạm Thiên ở gần cõi Tịnh Cư Thiên thương xót chúng sanh, thường thỉnh Phật thuyết pháp. Cõi trời Phạm Thiên ở gần cõi dục, và Phạm Thiên lại là chủ cõi sắc. Do Tịnh Cư Thiên ở gần cõi Phạm Thiên, nên chư thiên ở cõi trời này thường được nghi pháp, được thấy Phật, được tâm thanh tịnh, thường cúng dường Phật. Hỏi: chư thiên cúng dường Phật, sao người cũng được nghe các nhạc trời? Đáp: Phật dùng thần túc thông phóng đại quang minh, nên các loài chúng sanh đều có thể thấy các hoa trời, có thể nghe nhạc trời vậy. Hỏi: hàng trời mới dâng hoa trời cúng dường Phật, sao lại nói các hàng trời người đều đem hoa trời cúng dường Phật? Đáp: hàng trời và hàng người đều đem hoa cúng dường Phật cả, vì loài người cũng chọn các thứ hoa đẹp để cúng dường Phật, nên ví các hoa ấy như các hoa trời cũng chẳng có lỗi gì cả. Kinh: chư thiên lại dùng thiên hoa, thiên hương tán lên thân Phật. Luận: hỏi, vì sao lại đem hoa tán lên thân Phật? Đáp: vì do cúng Phật nên mới làm như vậy. Lại nữa, vì thấy Phật sanh tâm hoan hỷ nên mới tán hoa để cúng dường Phật. Kinh: những hoa quý này trụ giữa hư không, kết thành các đài hoa lớn. Luận: hỏi, vì sao các hoa lại kết thành đài hoa lớn giữa hư không? Đáp: chỉ tán có một số ít hoa mà kết thành một đài hoa lớn, nhằm khai thị cho chúng sanh thấy rõ gieo nhân ít có thể được quả nhiều vậy. Hỏi: vì sao đài hoa lại trụ giữa hư không mà chẳng rơi xuống đất? Đáp: để làm dụ cho chúng sanh biết rõ thần lực của Phật, khiến quả báo chẳng bao giờ mất. Kinh: nơi các đài hoa, cả 4 bên đều có treo chuỗi anh lạc đủ màu sắc, xem với các bảo cái rực rỡ, trùm khắp cả 3000 đại thiên thế giới. Luận:
Hỏi: do nhân duyên gì mà Tán Hoa lại biến thành đài hoa lớn, có chuỗi anh lạc, có bảo cái trang nghiêm? Đáp: vì muốn cho chúng sanh có được tâm trí thanh tịnh, và muốn khai thị cho chúng sanh biết rõ rằng sự cúng dường thanh tịnh sẽ biến thành đài tâm quý báu, khiến họ rất vui mừng, như mừng được phước báo lớn vậy. Kinh: các chuỗi và bảo cái anh lạc dùng để trang nghiêm đài, các thế giới của chư Phật trong khắp mười phương cũng đều như vậy. Luận: chuyển luôn Thánh Dương làm chủ bốn thế giới, Phạm Thiên làm chủ 1.000 thế giới, Phật làm chủ 3.000 đại thiên thế giới. Vì nhiều chúng sanh chẳng có tin như vậy, nên Phật dùng thần lực biến hóa đến hết thảy các thế giới của chư Phật khắp mười phương để cho chúng sanh thấy rõ. Hỏi: Phật chỉ dùng có một thân để thuyết pháp, vì sao mỗi chúng sanh đều tự cảm thấy như Phật đang ở ngay trước mắt mình và nói pháp cho riêng mình nghe? Đáp: Phật có hai thứ thần lực. Một, Phật ngồi tại một nơi nói pháp mà chúng sanh ở đâu xa cũng đều thấy, đều nghe được cả. Hai, Phật ngồi tại một nơi nói pháp mà mỗi chúng sanh ở khắp nơi đều tự cảm thấy như Phật đang ở ngay trước mắt mình và đang nói pháp cho riêng mình nghe. Ví như mặt trời, mặt trăng ở tại chỗ, mà chúng sanh ở bất cứ đâu cũng đều cảm thấy như mặt trời, mặt trăng hiện ra trước mắt mình vậy. Do căn trí chúng sanh không đồng đều nhau, có chúng sanh thấy Phật biến khắp 3.000 đại thiên thế giới mới có được tính tâm thanh tịnh, lại có chúng sanh muốn được thấy Phật ở ngay trước mắt và chỉ nói pháp cho riêng mình mới khỏi tính tâm thanh tịnh, mới được hoan hỷ. Đối với hạng chúng sanh như vậy, Phật phải thị hiện ở ngay trước mắt họ, nói pháp cho họ nghe vậy. Kinh: tại tòa sư tử, Đức Thế Tôn vui vẻ mỉm cười, phóng vô lượng quang minh chiếu suốt mười phương thế giới. Nương theo ánh quang minh ấy mà chúng sanh đều thấy được chư Phật và tăng chúng ở hàng xa thế giới khắp mười phương. Chúng sanh ở hàng xa thế giới khắp mười phương cũng đều thấy được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và tăng chúng ở cõi Ta Bà này. Luận: hỏi, trước đây Phật đã phóng quang nhiều rồi, nay vì sao còn phóng quang nữa? Đáp: vì chúng sanh ở các thế giới chẳng có thể thấy nhau, nên Phật dùng quang minh chiếu sáng, khiến hết thảy chúng sanh ở các thế giới đều thấy được nhau. Có như vậy, Phật ở trong chúng hội ở cõi Ta Bà mới có thể, vì hết thảy chúng sanh